Xin chào mọi người, hôm nay thì em sẽ tháo con loa X5 Pro này ra cho mọi người xem bên trong nó có những cái gì. Đây là phiên bản mới được nâng cấp dung lượng pin lên và bát nó sẽ sâu hơn, dung lượng pin con này lên đến 5200mAh lần mọi người nha. Ở đây em sẽ tháo ra để xem mọi người xem ha. Gồm loa này, nó sẽ đi kèm theo là hai dây phụ kiện, gồm là một dây sạc và một cổng jack 3.5, kèm theo là catalo ha, hướng dẫn này, sát hướng dẫn sử dụng ấy. Rồi ok, bỏ qua một bên. Rồi, nhân vật chính của nó đây mọi người, thì nó được trang bị một cái quai sắt như này bằng dây dù mọi người ha. Thì con này thì nó sẽ sử dụng là nút nguồn này, nó tích hợp nút nguồn này, rồi EQ này, và phím tăng giảm âm lượng này thì nó sẽ tích hợp luôn là tắt đèn led ha. Còn đây là các cổng kết nối ở nằm ở trong đây. Chút này em sẽ cài ra cho mọi người xem thử. Trước khi tháo ra thì em sẽ xoay xung quanh cho mọi người thấy này, như thế này ha. Rồi ok. Rồi thì bây giờ em sẽ tháo ra cho mọi người xem bên trong nó có những cái gì đấy ha. Giờ mình sẽ tiến hành tháo này, thì mọi người sẽ cài xung quanh như thế này này. Cài xung quanh những cái ngàm đây, nó sẽ bong những cái ngàm này ra. Đấy, cái đó thì mình sẽ bắn nó ra và mình lấy ra thôi mọi người. Đây là mặt e-căng của nó. Rồi, loa nó sẽ gồm như thế này. Bên trong nó, đây là hộc chứa pin này, nó đi keo rong hết mọi người này. Con này cài ra hơi phức tạp đó nha. Đấy, tôi đi ra keo rong là kín mít luôn á. Phá tan con loa này luôn á. Rồi, ok. Tháo luôn cái máy thằng này ra thì xem như nào đó. Con này thiết kế kín quá. Rong là nó đi keo hết mọi người, ốc này đi keo sạch rồi. Nên con này nó kín lắm. Ra rồi mọi người này, keo rong này cứng ngắc luôn. Qua hôm bữa test nước mới, bây giờ trong này vẫn còn nước luôn mọi người này. Qua trời nước luôn nè, mọi người thấy nước không, nước có đồng ở trong này này, ướt trong này luôn á, vẫn la vẫn bền nha, nước nhiễm cho quá trời này mọi người thấy không, vẫn chạy tốt. Đúng là loa này làm rất kín mọi người, sự là mua con loa X5 này xứng đáng mọi người nhé. Rồi tiếp tục mình lại phá thêm cái mặt này nữa. Gãy mấy chấu đây mọi người thấy không? Đấy, này là mình cài màn như thế này ra nó đồ keo kín lắm. Mọi người phải dùng hết sức của mọi người, đồ keo kín này mọi người thấy. Tại sao nó làm kín như vậy?
mọi người đừng có tháo ra nữa, tháo ra là bắn luôn á, mọi thấy không, đồ keo kín mít à. Mọi người thấy còn nước ở trong này không, nước ở trong này ướt luôn này. Ướt nhẹp cái loa luôn mà loa vẫn hoạt động ác luôn nha, vẫn đập tốt, kinh điển thật sự. Ra mà chưa, cái loa này ra là tan nát luôn á. Rồi ok, em tháo tiếp phụ loa ha. Kết nối của nó, tại sao mà cái mên mạch của nó này nó kín này, nó nhờ vô củ loa đây, nó ướt củ loa luôn, nó ướt cả gân loa màng loa luôn, nhưng mà loa vẫn hoạt động nhờ là cái mặt nó làm rất là kín, nó phủ keo kín luôn mọi người đấy, bởi vậy nó sao nó bền. Bây giờ em sẽ xài con này ra. Rắn rất được ghê luôn mọi người nhá, con rắn kinh điển luôn, ủ hành trình nó rất sâu luôn, hành trình như loa này. Ok, con loa này rất bền và bass rất chắc, cái phiên bản mới này nó đánh âm thanh đạt lắm mọi người ơi. Cái mặt này nó cũng phải đổ keo kín luôn mọi người này, nó dính kín luôn á, mặt của loa này, đó mọi người thấy không? Chưa? Xem như nào ha, kiếm cách tháo ra. Cái này mặt nó nằm ở đây luôn, mặt nó sẽ nằm ở đây luôn. Con này đi ra nó treo luôn rồi. Ok, đã lấy được cái mặt của nó ra rồi. Con này này, sử dụng chip silicone mọi người nha. Đấy, nên cho giải âm trầm rất là sâu này. Đấy, này nha. Chip xử lý này. Chip gì em đọc cũng không rõ đâu mọi người, không thấy rõ. Nhưng mà con này đánh đại mặt, mọi người thấy cái mặt nhỏ nhỏ mà chip xét không? Thứ nhất không? Tiếp tục em cài pin ra này, mọi người thấy nó đi một lớp keo rong không, rất là chắc cú chưa, thấy không, đây nó có hai cell pin nữa, cell pin, xem là pin gì đây, đổ keo luôn rồi mọi người ơi, đổ keo cứng ngắc à. Keo
luôn rồi. Ok, hai xe pin mọi người ha. Ok, thì hiện tại em đã tháo ra sạch rồi tất cả các bộ phận của con loa X5 Pro rồi. Đây, đây là màng cộng hưởng của nó nha. Hai màng cộng hưởng của nó. Em đã tháo bung ra, nó dán keo rất là chắc luôn mọi người nè. Dán keo rất là chắc hai bên luôn nha. Rồi, đây là các nắp. Thì đây là củ loa của nó này. Hành trình loa của nó rất là sâu luôn mọi người nha. Nhìn nè, thấy không ạ? Đó. Đánh con này đánh bát sâu lắm. Đánh rất là ok, củ loa đánh rất đạt, từ cũng dày. Củ loa của nó này, em xem đo xem mấy phân ha. Đấy, ở tầm 4 phân rưỡi, gần 5 phân mọi người ha. Này còn mấy in nha. Ở tầm gần 2 in ha. Gần 2 in mọi người này. Gần 2 in. Rồi, chiều dài này, chiều sâu của nó này là 1 phân rưỡi. Nói chung là củ loa này, rồi đường kính nó này 5 phân rưỡi ha. Con này hay, đánh hay cực kỳ, đánh rất bát sâu luôn con này. Em rất thích cái con này. Với cái giá tầm tiền như con này thì em chưa có con nào đánh qua con này được. Còn mặt của nó đây, vô nước quá trời luôn mà nó vẫn hoạt động được mọi người, ướt hết cả dây luôn này. Tới bây giờ này, dây ở đây còn ướt luôn mọi người này, vắt ra nước luôn á. Mọi người thấy cái tay em ướt không? Cái tay ướt đúng không? Ghê không? Mà vẫn hoạt động được, rất là tốt. Kinh điển. Quá quá phục. Đó. Hiện tại thì nó sẽ có những cái bộ phận chính như này.